Thánh lễ kỷ niệm 32 năm ngày rỗ cha cố Phêrô Nguyễn Minh Thông tại giáo họ Thọ Cách. Vào lúc 9 giờ 30, thứ tư ngày 22 tháng 3 năm 2023, Đức Tổng giám mục Du Vũ Văn Thiên đã cử hành thánh lễ cầu nguyện cho cha cố Phêrô Nguyễn Minh Thông nhân dịp kỷ niệm 32 năm ngày rỗ tại giáo họ Thọ Cách thuộc giáo xứ Bình Cách. Đồng tế với ngài còn có sự hiện diện của cha quản hạt Nam Định, quý cha cố, quý cha trong và ngoài giáo hạt quý nam nữ tu sĩ cùng toàn thể bà con giáo dân trong giáo xứ giáo họ. Mở đầu thánh lễ, cha chính sứ Du Xe Nguyễn Văn Ban sơ lược về tiểu sử và những nét đẹp khi còn sống nơi cuộc đời của cha cố Phêrô. Đồng thời, ngài mời gọi cộng đoàn cầu nguyện hiệp dân thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa đã thương chọn gọi cha trong thiên chức linh mục. Chia sẻ trong thánh lễ, Đức Tổng giám mục Du Xe nói về ý nghĩa mùa chay thánh khi nhấn mạnh mùa chay nhắc nhở cho chúng ta thân phận mỏng giòn của con người, đích điểm của con người không phải là nấm mồ tăm tối mà là hạnh phúc vinh quang Chúa dành cho những ai công chính. Cách riêng nhắc nhớ về cuộc đời cha cố Phêrô, được tổng giám mục Du xe khẳng định ngài là một chiến sĩ trung kiên trong công cuộc giao giảng tin mừng tại tổng giáo phận. Kết thúc thánh lễ, cộng đoàn cùng tưởng nhớ và cầu nguyện trước di ảnh của cha cố Phêrô với những nén hương thơm tỏa bay. Kỷ niệm ngày dỗ cha Phêrô xin Chúa ban cho mỗi người cũng biết cảm nghiệm ân sủng mà Thiên Chúa ban cho trong từng giây phút của cuộc đời. Đồng thời, xin Chúa là đấng giàu lòng xót thương, ban cho cha cố Phêrô được hưởng vinh phúc muôn đời.